Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Ngọc Ánh Tân Ánh nhá. Shop bán loa phụ kiện máy chim. Trong clip hôm nay giới thiệu với các bác hai cái mẫu lèo ngụy trang nhá. Hôm trước thì là cái mẫu lèo ngụy trang mà màu này này, tôi đã giới thiệu cho các bác rồi nhá. Là mới nhập được lô hàng này. Thì cái lô hàng này thì lại chưa có á. Thì hôm nay lại mới có tiếp tục cho các bác nhá. Giờ hiện tại là đang có hai mẫu lèo ngụy trang, lèo ngồi hay gọi là lèo cuốn tròn đấy nhá các bác nhá. Hai mẫu này ấy, thì hoàn toàn quy cách là cái vỏ á, thì đều có tay sách như này, các bác nhá, vỏ tay sách như này, không phải kiểu đeo sau lưng đâu, không phải kiểu đeo bano đâu nhá. Còn các bác muốn thích kiểu đeo bano thì các bác về tự chế dùng, tại vì shop đặt hàng cái loại đấy không được nhá. Thì bây giờ tôi nó phân biệt hai cái loại này này. Cái này ấy, là rộng 1m, cao 1m2, màu thực tế là màu như này các bác nhá, màu thực tế là màu như này. Còn cái loại này thì là loại rộng 1m và cao 1m, các bác nhìn này, nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, nó sẽ nhỏ hơn và màu thì nhìn nó sẽ khác hơn. Cái này thì nó sẫm màu hơn, cái này nó sáng màu hơn một chút. Còn toàn bộ thì màu vẫn là cái màu gọi là màu thiên về lá cây khô. Và chất liệu vải thì vẫn là chất liệu vải dùng không thấm nước. Thì giờ tôi sẽ mở từng cái một cho các bác xem nhá. Các bác mọi thông tin mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ với các đầu số của shop nhá. Đây, đầu số của shop này. Các bác lưu ý nhá, hàng luôn luôn là ship COD, đi toàn quốc, đi khắp mọi miền của Tổ quốc. Đây, bộ nào cũng vậy, là bao gồm một cái nào này. Trong này còn có thêm cho mình một cái túi của 4 cái que sắt để mình định vị cái góc nào lại nhá. Thì đây tôi đang mở cái mẫu nào mà rộng 1m, cao 1m. Đây. Các bác lưu ý này, hàng ấy là ship COD đi toàn quốc. Các bác mua hàng thì không cần phải đặt cọc. Hàng về tới nhà các bác mở ra xem và kiểm tra đúng cái mẫu nào như này, đúng quy cách như này, không lỗi, không hỏng, không rách gì thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Đây các bác mở ra, các bác mở từ từ thôi. Đối với mẫu nào này ấy, là mẫu nào 3 cửa sổ. Trước khi mở các bác là nên mở cái cửa sổ ra này cho nó hút gió thì nó cái nào nó nhanh hơn. Các bác mở chéo góc này ra này. Đấy, chéo góc này, các bác kéo nó ra. Là các bác mở cái cửa sổ ra để nó hút gió vào trong. Thì là cái nào này là sẽ bung ra thành tròn trịa như này. Đây là cái nào này là nào rộng 1m, cao 1m. Hình thức thì luôn luôn là 3 cửa sổ. Cửa sổ có lưới tàn hình, khóa hai bên. Một cửa chính. Cửa chính thì luôn luôn là vẫn là hai khóa các bác nhé, hai khóa. Để các bác kéo nó không bị hạn. Mình kéo hai bên lại. Mỗi bên mình kéo một nửa nhá. Đây tôi đặt cái nào này là 1m ở đây. Bây giờ tôi sẽ mở tiếp cái nào 1m2. 1m2. 1m2 ở đây là cái chiều cao 1m2. Còn rộng vẫn là 1m các bác nhé. Thì các bác mua hàng thì vui lòng là xem kỹ màu rồi các bác chọn. Thì các bác muốn bảo mua cái hàng nào thì các bác nói rõ là ship cho tôi một cái nào ngụy trang dạng ngồi cao 1m hoặc cao 1m2. Các bác lưu ý nhá. Các bác chỉ cần nói là cao 1m hoặc cao 1m2 thì shop sẽ nhận đúng mặt hàng cho các bác nhá, đúng mặt hàng cho các bác. Đây. Luôn luôn là 3 cửa sổ nhá, 3 cửa sổ. Tôi mở trước ra cho nó hút gió và nó tròn dễ nhanh. Đấy. Các bác cũng vành nó ra. Kéo vào cái góc đáy này này. Đấy, kéo ra. Rồi. Đấy, nó bung ra. Cũng là một thành công một cái nào ngụy trang. Vẫn là 3 cửa sổ các bác nhé, 3 cửa sổ, lưới vẫn là lưới tàn hình. Đây, hai cái này đang đứng gần nhau đây. Đây. Thì các bác có nhu cầu cần chọn cái nào thì các bác nói cho bác này một shop nhé. 1m và 1m2. Đây, 1m là 1m2. 1m là 1m2 ở đây là cái chiều cao. Các bác lưu ý nhé, là cái chiều cao đấy. Còn chiều rộng thì là rộng 1m. Và các bác xem kỹ đây. Màu của cái 1m2 thì nó màu như thế này, nó sẽ sậm hơn cái màu của cây 1m một chút nhé các bác nhé, đúng một chút này. Đấy. Thì các bác mua hàng thì các bác vui lòng xem kỹ màu và các bác chọn đúng thông số 1m hay 1m2 nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ nhé.
shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh. Rồi, xin cảm ơn các bác.